Phật tử nó hỏi: từ tháng tư âm lịch con tụng kinh một thời gian ngắn thì con nằm mơ thấy Đức Phật, thấy Đức Địa Tạng theo tư thế tọa thiền, nhưng con không được nhìn rõ. Và lúc đó con niệm liên tục Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, được một lúc thì Ngài biến mất. Con lại vẫn tiếp tục hành trì cho đến thời gian cách đây không lâu, thì một đêm con mơ thấy chị dâu con. Con cảm thấy có một phần tâm linh khác ở trong chị con lúc đó. Con tiến lại gần thì phần tâm linh đó hiện ra một vị mà con chỉ nhìn thấy mặt. Mặt màu đen là đầu trâu. Con nhìn rõ hai cái sừng trâu, nhưng con không thấy sợ gì cả. Và vị đó nói với con: hãy chịu khó niệm Phật thật nhiều vào. Sau đó con trong mơ tự dưng con nghĩ đó là quỷ thần. Thầy ơi, thầy giải đáp giúp con giấc mơ của con thế là thế nào? Con cũng không hề cầu mong để mơ thấy cái nọ, mơ thấy cái kia, nhưng tự nhiên nó cứ mơ thấy. Con khi nằm ngủ con cũng niệm Phật trong tâm con đến khi ngủ, lúc nào không con không biết. Con xin thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn thầy. Giấc mơ của bạn thì nghĩ là cũng có những cái nhân duyên đặc biệt mà do cái sự tu tập của bạn mà cảm nhận. Giấc mơ đầu tiên là giấc mơ có thể nói là rất tốt. Giấc mơ thứ hai có thể nói là gì? Báo hiệu cho một điểm không tốt có thể xảy ra trong tương lai. Nếu mà chị của bạn mà gì mà đang mang thai ở trong bụng thì có thể cái thai này gì sẽ là quái thai, hoặc là sinh ra một đứa trẻ sau này gì sẽ rất là ngang tàng bướng bỉnh. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên mà bạn niệm Phật cho nên cái vị đó nói được là bảo nên niệm Phật nhiều vào, thì nếu mà được như vậy thì sau này đứa trẻ này, nếu mà đứa trẻ quái thai thì có thể gì, có thể nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Hoặc đứa trẻ ngỗ ngạc, ngỗ nghịch, ngang tàng thì cũng gì, nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Cho nên hãy tin vào điều đó, bạn hãy nhất tâm niệm Phật. Và bảo chị của bạn nếu mà có thai thì nhất tâm niệm Phật. Mà nếu không, chị bạn không phải là người đang mang thai một đứa trẻ trong bụng, thì cái trường hợp đó đang có oan gia trái chủ. Hoặc chính gì, chính chị của bạn kiếp trước là cái người như vậy thì được đầu thai làm người, tức là quỷ thần được đầu thai làm người. Nhưng kiếp này nếu chưa gặp Phật Pháp thì bạn gì nên khuyên chị gì? Nghe Pháp và nên tu theo gì, theo Phật Pháp, để giải trừ cái nghiệp chướng đó, để cho đời đời kiếp kiếp sinh ra không phải đọa vào tam đồ ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh làm thân quỷ thần như vậy nữa. Đấy là cái lời mà thầy khuyên bạn nên làm. Còn cũng đừng có mong cầu, đừng có chấp vào những cái giấc mơ đó làm gì. Cái gì nó qua đi thì qua đi, giống như cuộc sống của chúng ta sờ sờ ra đây Phật còn dạy thì vô thường khổ không vô ngã, mà huống chi là giấc mơ. Cuộc đời của chúng ta này Phật nói là gì, cũng như là một gì, một tấm kịch vở tuồng, như là một giấc mơ dài vậy. Trong giấc mơ thì gọi là tiểu mộng, cuộc đời của chúng ta Phật gọi là gì? Đại mộng. Cho nên cũng đừng có chấp vào nó, mà điều quan trọng thì hãy nhất tâm tu tập tín Phật, niệm Phật, tụng kinh, lễ Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện nhiều hơn nữa để được hưởng cái gì? Cái tâm an lạc và đức hạnh của do công đức tu tập đem lại theo lời Phật dạy.